Hơi đã các bạn ạ, hôm nay trời nóng lại có cốc trà sữa Thanh Long các bạn ạ, ngon lắm. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của Bảo Tân Vlog các cháu ơi. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một cốc trà sữa Thanh Long, sữa to khổng lồ các cháu nhá, để uống vào cho nó mát. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu cốc trà sữa Thanh Long này. Hôm nay là bà chuẩn bị rất chi là nhiều trái thanh long đấy, thanh long tím đấy các cháu ạ. Rồi gia vị thì có là ở đây là hồng trà này, còn đây là bột rau câu dẻo này, còn đường này và sữa tươi này và sữa đặc này đấy các cháu ạ. Thì cái cốc trà sữa thanh long đỏ của bà hôm nay là bà có làm thêm vị thạch rau câu vào nhá, để uống với ăn cho nó ngon nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi làm thạch trước này, bóc thanh long rồi bà làm thạch, xong rồi bà đi nấu nước rau câu nhá. Xong rồi bà đi đun nước trà sữa nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá, kiểu các cháu chờ lâu nhá. Bây giờ bà đi đây. Các cháu ơi, đấy, món làm cốc trà sữa thanh long thì bà có làm thêm tí thạch cho vào ăn cho nó ngon nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi nấu thạch rau câu nhá. Rồi đây, bây giờ bà bỏ đường vào. Bà bỏ đường vào đây. Rồi bà để đây, bây giờ bà bỏ bột rau câu vào. Rồi bà đảo đều lên mấy đường. Rồi đây, bà có chảo nước rồi các cháu này. Đấy, chảo nước nó đang sôi, bây giờ bà bỏ vào này. Đấy, bà đun thủy đều lên cho thạch rau câu nó trong lên, nó chín đều lên. Sau bà xay thăng long, bà để nguội cho bà xay thăng long bỏ vào các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, thạch rau câu bà nấu rồi, bây giờ bà để nó hạ nhiệt độ, bây giờ bà xay thanh long bỏ vào nhá. Đây là những trái thanh long đỏ, thanh long tím đấy các cháu ạ. Đây là bà cắt là đấy. Wow, các cháu nhìn này, tím bầm. Đấy, rất là ngon. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy. Rồi, chắc là bà chỉ bóc một quả thôi để làm thạch. Rồi, bây giờ bà đậy vung vào bà xay này. Đấy, các cháu ạ, nó nhuyễn rồi. Rồi bây giờ bà sẽ bỏ vào rau câu nhá, bà bột rau câu nhá, nước rau câu nhá, các cháu nhìn này. Wow, màu tím thủy chung luôn. Rồi bây giờ bà đổ vào khay này các cháu này, bà bỏ vào khay cho bà để vào ngăn mát này. Wow, rồi bà làm hai khay. Khi nó đóng đông rồi là bà thái hạt lựu và bỏ vào cốc trà sữa. Các cháu ơi, đây bây giờ bà nấu nước nhá, bà nấu nước hồng trà này, bà nấu nước rồi bà có cho gói hồng trà vào đấy, để cho món trà sữa thanh long hôm nay nó thơm nhá. Wow, đây nước nó sôi rồi các cháu ạ. Rồi bây giờ bà bỏ ba gói hồng trà vào. Wow, để cho cái món nước trà sữa nó thơm đấy, đã thơm rồi các cháu ạ. Đã thơm ngát. Bây giờ bà tắt bếp và ủ 15 phút nhá. Các cháu ơi, bây giờ được 15 phút rồi, bà vớt ra nhá, bà bỏ vung vào này. Wow, rất là thơm. Thơm ngát ra tinh mùi hồng trà thôi các cháu ạ. Nào, bây giờ bà vớt ba cái túi này ra nhá. Nó có túi lọc rồi, bà không phải lọc nữa. Bà vớt nhẹ nhàng không nó đất nhỉ. Nó đất rồi là giật khướt đấy. Là lại phải đi lọc là mất sức đấy các cháu ạ. Ôi trời. Ôi trời, rồi. Đấy. Thì bây giờ đến bước tiếp theo, bạn bỏ đường vào đây. Bạn đổ đường là để cho cái trà sữa nó ngọt.
Đây bà cho đường đỏ ăn cho nó đậm. Rồi. Và bà bỏ sữa đặc vào. Khoáng cho tan nên bà bỏ sữa đặc vào nhá. Nào bà bỏ sữa đặc vào. Rất là thơm. À, các cháu ơi, bây giờ bà nhắc ra khỏi bếp nhá, bà để cho nó nguội sau bà mới bỏ sữa tươi vào. À, sau lúc đấy bà mới bỏ vào cối bà xay cùng với lại thăng long nhá. Đấy. Rồi. À, các cháu ơi, đây nước trà sữa đây nó nguội rồi thì bây giờ nó nguội bà bỏ sữa tươi vào nhá. Bà bỏ sữa tươi vào. Bỏ sữa tươi rồi. À, các cháu ơi, bây giờ trong khi chờ đợi trà sữa nó nguội nữa thì bà mới thái thạch nhá. Ơi, các cháu nhìn này, thạch bà đã để ngăn mát nó đã đông lại rồi. Bây giờ bà lấy ra cho các cháu nhìn này. Wow, các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ bà sẽ thái hạt lựu nhá. Bà thái hạt lựu. Ui. Rồi bây giờ bà cắt ngang. Để bà bỏ vào trà sữa các cháu ạ, để ăn cho nó ngon. Đấy. Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. À, các cháu ơi, đây nước trà sữa nó nguội rồi, đây là các cháu nhìn này, đấy, thơm lắm. Thì bây giờ bà sẽ đi cắt thăng long bỏ vào và xay nhá. Bà bỏ nước trà sữa vào bà xay. Thì bà có chuẩn bị đá mà cho vào cốc rồi các cháu ở đấy, trên lưng cốc nước đá rồi. Thì bây giờ bà cắt thăng long. Wow, các cháu nhìn này, tím băm. Đấy. Rồi, bây giờ bà bỏ vào bà xay. À chết, bà bỏ nước vào. Bà bỏ nước trà sữa vào. Rồi, bây giờ bà đậy nó bà xay này. Bây giờ nó nhuyễn rồi. Bà sẽ bỏ vào cốc đá. Wow, các cháu nhìn này. Đây, các cháu nhìn thấy chưa? Màu tím thủy chung. Wow, các cháu nhìn thấy chưa? Nó chưa hấp dẫn. Wow. Wow, các cháu nhìn thế này, màu nó đẹp lắm. Đấy, rất là hấp dẫn. Wow, màu tím thủy chung. À, các cháu ơi, đây thế là bà đã xay được đầy cốc rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ bỏ thạch vào nhá. Bà sẽ bỏ thạch rau câu vào. Đây, đây là thạch rau câu bà thái hạt lựu đây các cháu nhìn này. Đấy, bà bỏ vào đây để uống trà sữa cho nó ngon. Bà vụng lắm các cháu ạ. Ôi. Rồi. Đấy. Đây bà để sau ăn kèm. Thì các cháu ơi, đấy, bà đã làm xong một cốc trà sữa thăng long rồi. Đấy, rất chi là hấp dẫn đấy các cháu này. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng uống trà sữa thăng long với bà nhá. Rồi, bây giờ bà mang ra kia mấy bà cháu nhà bà thưởng thức. Rồi đây. Các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng uống trà sữa thăng long với bà nhá. Rồi, bây giờ bà Múc và chị Múc thì mời các em các cháu nhá. Chào lâu quá rồi bà ơi. Chào hơn năm. Đây các cháu này, bên trên này là thạch này. Wow, các cháu nhìn này, màu tím thủy chung rất chi là hấp dẫn đấy. Rồi bây giờ bà Múc vào mời các cháu nhá. Ấy. Đây, bà cho cháu nhỏ trước. Này. Nào con, cắm đây. Cắm đâu này. Đây uống đi, con uống đi. Cắm đây. Uống mạnh nhá. Cá xin. Còn đây. Đúng rồi, này, cháu đây. Nó là sạch cả bà. Có cả thạch rau câu. Ui dồi. Đấy. Wow. Ngon quá. À, em mời chị.
Mát quá bà. Rồi, cháu uống lại nhá. Cháu uống lại nhá. Rồi, thì bây giờ mà mời tất cả các cháu uống trà sữa Thăng Long với mấy bà cháu nhà bà nhá. Con mời bà, mình mời tất cả các bạn nhá. Mời bạn nhá. Mọi người. Chị uống đi. Mát tính rồi các cháu ạ. Ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Các bạn này ngon lắm các bạn. Lần đầu tiên mình uống sữa. Đây là sinh tố Thăng Long đỏ hả bà? Không, trà sữa Thăng Long. Ngon, ngon thật đấy. Đỏ lắm. Ngon lắm bà. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Mát, ngon lắm các bạn. Ngon lắm, mình vừa đi cấy rồi đây, móng tay đấy. Chị ơi. Hết cốc các bạn nhá. Bà ơi, khá là ngon. Con sao bây giờ bà múc cho con công nữa à? Mát tính người các cháu ạ. Là cháu ngươi uống mạnh không bà múc à? Đây bà múc cho con công nữa ăn. Ui. Mát ra thế này là có vị của Thăng Long không cháu ạ? Nó chua chua. Thơm thơm. Mát lắm mà. Nhà cháu uống mạnh nhá. Các cháu ạ, mát lắm. Con nữa. Con này phải uống 3 cốc. Rồi. Mát. Uống nhanh quá đấy. Không uống nhanh không. Hay em ăn nhanh lên. Gì không lo hết nào được. Em không nữa. Ngon quá, chị gái mình làm. Uống mạnh lên. Ăn đi. Ăn đi. Bà Tân cho cháu thìa ra này. Này, em gái ơi. Hơi đã các bạn ạ. Hôm nay trời nóng lại có cốc trà sữa Thanh Long các bạn ạ. Ngon lắm. Bà Tân cho cháu xin cốc nữa. Rồi, cháu uống mạnh nhá. Thế mà cái món trà sữa Thăng Long này thế mà ngon các cháu ạ. Bà ơi, cho con xin một cốc nữa. Đây, đây, cho mày đây. Thế à? Cháu mây uống mạnh nhá. Rồi. Ngon lắm bà. Mấy bà cháu nhà bà. Bà hôm nay làm hơi ít, ta nghe ơi làm to to một tí. Dạo này nó có dịch cho nên là bà không dám làm cốc to. Cháu bà, nhá. Đây cháu cứ nửa cốc nữa thôi bà. Thế à? Cháu chơi 3 cốc rồi giờ. Các cháu này đây nhìn màu tím thủy chung rất chi là đẹp. Uống vào ăn vào miếng thạch nó lại giòn giòn sần sật nhá. Lại vị của quả Thăng Long nó lại chua chua mặn mát. Đấy rất ngon. Đâu, đi uống mạnh nhá. Nào bọn em ít nữa. Mấy lửa bánh chưng mới được uống hôm nay. Gần hết, thế là gần hết đời đây mới được uống à. Đây. Đây là em gái nhá, em gái bà nhá. Đấy, rất xinh gái. Ấy cho chị mình nhá, ủng hộ chị mình tí. Còn đang cô đơn các bạn ạ. Tiền trong. Ngoan quá. Bà thân tiền em đây. Tính người các cháu ạ. Nó kết bụng. Lò quá. Lò mát. Nhú ngoài nhé. Mặt được quá. Cháu uống mày lên. Uống đi. Các cháu ơi. Đây. Thế là mấy bà cháu nhà bà uống không hết được, còn một ít nữa thôi các cháu ạ. Đấy. Hôm nay lần đầu tiên bà uống món trà sữa Thăng Long. Thế mà ngon các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng bà dừng clip tại đây thôi nha. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và cho bà một like nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nha. Mình chào tất cả các bạn.